Mình chào cô chú chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mừng Gò Công Vlog của mình nha. Thì sáng nay mình vô gò để tưới ba cây ngò rí của mình nè cô chú chị. Đó thì đám ngò của mình sau bữa rằm thì nay 13 rồi, cũng được 28 ngày cô chú chị. Đó thì hôm nay nói chung là ngò rẻ quá rẻ cô chú chị, có 3-4 ngàn ký à. Rẻ cả 2 tháng mấy nay luôn á. 3-4 ngàn ký à. Nên hôm giờ mình bỏ mình đi làm hồ á cô chú chị. Rồi mình không có tưới nó 3-4 ngày nay luôn. Nó thì bữa nay là công trình đang bơm cát nên mình nghỉ một bữa vô mình tưới bẫy cho nó luôn nha cô chú chị. Thì bình thường ngò của mình chiến rồi mình xả cũng bữa rằm mà mới có 25 ngày là mình tưới hai cử phân với phun cho nó cử thuốc là mình bán rồi. Và chiến này cũng xả rằm nữa nhưng mà hổm là 18 ngày mình mới tưới con cử phân à, có 5 kg ure à, với bình phân 100 ngàn của chúng chị là mình bỏ tới nay luôn, tại nó rẻ quá rẻ, mình không có thúc phân. Thúc phân vô thì nó sẽ lớn lẻ của chúng chị, lớn lẻ thì mình càng lỗ chứ không có làm gì á của chúng chị ơi. Đó thì nói chung là vậy. 28 ngày mà tưới 18 ngày tưới con cử phân rồi bỏ tới nay luôn nè cô chú chị. Các bạn nhìn con bào vàng bào xanh nhìn nó rất là lạ ha. Đó thì chiếc này coi như là mình thua đám ngò này rồi cô chú chị ơi. Nó thì mình có bỏ bí đao vô nha cô chú chị. Đây này bí đao nè cô chú chị. Đó ở đây hình như mất cái cây này, nó mới lên cô chú chị này. Cái này mình bỏ sâu nó mới lên, còn mấy cái này nó lên bự rồi nè cô chú chị. Thì nói chung là thua đám ngò mình gỡ đám bí đao vào đất nha cô chú chị. Thì nói chung là bí đao này của mình ngò mình xạ được 7 ngày rồi mình bỏ sơ dừa rồi mình bỏ nó vô luôn nha cô chú chị. Thì bí đao này là của giống Đồng Tiền Vàng ha. Thì một tép 45k, mình hết như đây là mình bỏ 5 tép. Bỏ có 4 tép vào cô chú chị, bỏ 4 tép. Rồi mình có ương một lỗ ngay chỗ này nè. Rồi mình xạ vô, còn dư hộp mình xạ vô là mình dặm nó cô chú chị. Đó, nhìn bí đao của mình khá là đẹp ha. Đây. Đó, hy vọng là cái đám bí đao này sẽ gỡ lại cái đám ngò nha cô chú chị. Thì hôm giờ mình cũng bỏ nó, mình không có vô coi nó cô chú chị. Thì hôm nay mình phát hiện nó có bị bệnh tháng thư cô chú chị. Nè. Tháng thư với sâu dạ bùa ha. Đó, cái này là qua mình có bứt cái lá đem ra ngoài đại lý hỏi đây là bệnh gì, nói bệnh tháng thư rồi. À, mình có mua một số thuốc vô để tưới xong vào cái đồ rồi mình phun cho nó nha cô chú chị. Nó có lâm lâm nè cô chú chị, nó có đốm đốm nè, vô tháng thư trên lá đó. Bí đào lên cũng rất là sáng ha. Thì nói chung hạ bí đào Đồng Tiền Vàng này thì nói chung là cũng dễ dễ trồng lắm của chú chị. Thì hổm giờ á thì nói chung hổm giờ mình mua về cho mình khui bọc, mình cứ hai nóng ba lạnh mình ngâm vô một đêm, sáng là mình bỏ liền luôn, không có cần ủ nha của chú chị, rất là đơn giản, nó lên rất là đều đó. Thì cái khoảng cách trồng của mình bò đất nè, từ chỗ này cái bò này trồng cho nó bò qua tới bên đây ha. Nó từ cái tới mí này là bò qua bển, bỏ một bờ trồng bờ bỏ nha, là vậy nha cô chú chị. Hy vọng là đám bí đao bò đất này mình mà tới có rớt dài hạt mưa xuống là sẽ có giá nha cô chú chị. Hiện tại bây giờ cũng 4-5 ngàn ký gì đó, nghe nói vậy đó. Nó thì nói chung là giờ mình chưa có, mình chưa có quan tâm điều đó nha cô chú chị. Thì hy vọng tới đó như thế nào rồi mình có gì mình quay lại cho cô chú chị các bạn xem nha. Thì hôm nay mình phát hiện bệnh tháng thư trên lá rồi, mình cũng có mua một số thuốc để quay chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem. Có nhiều đây là mình sạch có bệnh máy nha cô chú chị. Đây thuốc nè cô chú chị, hôm nay mình sạch cho nó có bệnh máy à. Mecomin Gold 680WG. Đó, thì thành phần hoạt chất của nó là mancozet 640g trên ký, metalaxy 40g trên ký, chất phụ da 320g trên ký nha. Đó. Chúng chị các bạn nào đọc thì xem kỹ giùm mình nha, chứ mình không biết tiếng Anh nha cô chú chị. Mình đọc vậy đúng hay không thì cũng không hết xui nha. Gói thứ hai. Đây thuốc trừ bệnh. Famicin USA 100WB. Nó thành phần Kasugamycin gì nè. Nói chung là cô chú chị nào đọc được nhà đọc giùm mình nha.
đó, 99 sạch khuẩn tốt cây xanh lá. Loại thứ hai, còn đây là thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu cô chú anh chị các bạn đọc giùm mình nha, mình đọc không đúng nhiều khi cô chú anh chị cười nữa đó. Này là thuốc trừ sâu ha. Đó, thì bí đao này rồi vẫn có sâu nha cô chú anh chị, sâu với bộ trĩ, cái này cũng có trị bộ trĩ nữa hay gì này. Hình như không có bộ trĩ, thuốc trừ sâu đó, sâu vô đó. Còn đây là trái cà, trái cà nè, mi nói chung là tiếng Anh đọc khó quá, trái cà Nam Bát đó cô chú anh chị, của công ty Nam Bát đó. Đó, trái cà. Còn bên đây là New Ga ha, New Ga từ sâu giả bùa, New Ga 75 quýt B. Thì cô chú anh chị các bạn nào trồng nộ thường thì cũng biết cái gói New Ga này nha cô chú anh chị. Trong cái bịch con tay mình khó gạo quá cô chú anh chị. Đây, đây nè, New Ga 75 quýt B ha. Đó, trái cà Nam Bát. Rồi, 178.000 năm gói, 178.000 năm gói cho một bình 25 lít. Đó, thì bây giờ mình đợi tưới xong là mình phun cho nó nha cô chú chị. Thì những cái thuốc này á, mình vừa phun bệnh nè, bệnh đó, hai gói này là bệnh sạch khuẩn, là không còn bệnh tháng tư ha. Còn cái này là bộ trĩ sâu dễ bùa, sâu, nói chung là ba thằng này là sâu và hai này là bệnh đó, mình nhập lên mình phun hết luôn nha cô chú chị. Đó, thì hôm nay một bình này 170 mấy nè, dứt một bình một. Giờ đợi tưới 2-3 bét nữa là mình sẽ phun nha cô chú chị. Rồi thì nói chung là em chỉ có nhiêu thuốc đây nha cô chú chị. Thì nãy em đi không có đem cây quay nên lát trong quá trình phun thuốc em không có quay chia sẻ lại cho cô chú chị các bạn xem được. Thì em chỉ giới thiệu cái thuốc này thôi nha. Đó, thì bây giờ em đã tưới xong rồi, bây giờ em sẽ phun thuốc cho nó nha cô chú chị. Thì bây giờ em cũng tạm thời kết thúc video tại đây. Thì cô chú chị các bạn thấy video em hồi hay, hữu ích, hay cho mình một like cũng như một lượt đăng ký nha. Và cảm ơn cô chú chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo của mình.